mừng quý thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Hoàng Yến. Mời quý vị đến với những câu chuyện kể tiếp theo về những chiến công của đội 67 N13 biệt động Sài Gòn qua tác phẩm Những người con dũng cảm của thành phố. Những câu chuyện này do câu lạc bộ truyền thống vũ trang biệt động đặc công Sài Gòn Gia Định ghi chép lại. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành. Câu chuyện Bà má và những đứa con. Ghi theo lời kể của người trai út của bà Trần Thị Hai. Không rõ cái nhóm từ sớm mồ côi có từ bao giờ và ai là tác giả của nhóm từ ấy. Nhưng khi tôi lớn lên thì thấy những người đàn bà ở độ tuổi 40, 50 đều chịu chung số phận, đó là quá chồng. Những người đàn ông ở xóm mồ côi này đã lần lượt bị bọn lính Tây đồn bà quẹo càn vào giết chết. Cha và người anh thứ hai của tôi, lúc bấy giờ chưa đến tuổi thành niên, cũng bị bọn lính Tây ở đồn bà quẹo giết chết ngay trên miếng ruộng sau nhà của mình. Từ đó, mọi gánh nặng của gia đình, gần 10 miếng ăn, đều dùng hết lên vai của mẹ tôi. Mẹ là người đàn bà giỏi giang và tần tảo. Sáng sớm bà ngồi chợ, đêm về thì cày cuốc ruộng đồng. Tuy cực, nhưng bà không một tiếng than, ước mong cho con chóng lớn, mau khôn. Trong bầy con, đúng là con trai, nhưng biết lo gia đình giúp mẹ. Đến tuổi cầm súng, đúng xin mẹ gia nhập bộ đội cách mạng. Bà tiễn con đi, nhưng đúng đi, chưa được một vụ lúa thì được tin lại quay về. Cái tin thằng đúng trở về thành làm cho bà khổ nhục, tủi thân hơn là vui mừng. Con người ta ra đi ít tháng đã lập chiến công này, thành tích nọ. Còn con của bà thì... thằng này chịu không nổi gian khổ, bỏ về thôi. Hay là nghe lời người nào đó, rồi sợ chết chóc, về đô thành để sống được sung sướng. Cầm mảnh giấy báo tin con về, thật lòng bà không muốn gặp nó, nhưng lại phân vân. Cô gái đưa mảnh giấy báo tin, không để cho bà kịp hỏi gì, mà chỉ nói nhanh. Bà đến gặp con thì khắc biết. Ngoài cổng, thằng Đắng nó gọi. Má ơi, đi má ơi. Thôi, để má đi xích lô cho tiện, con cho ngựa vào chuồng đi con. Đắng nghe lời, cho ngựa vào chuồng. Tại bà xách giỏ trầu, đi ra đường, gọi xích lô. Xích lô lắc lư trên đường vừa rải đá. Khi chưa tới cửa nhà, đúng đã chạy ra. Má! Miệng gọi má, mà mắt của đúng rưng rưng. Nhìn nó, bà suýt khóc. Sao con trở về? Đúng không trả lời mà lại bảo. Má lên trên ấy gặp chú Ba Dung thì sẽ rõ. Bà chưa kịp hỏi Ba Dung nào thì đúng đã chạy đi. Cái thằng Đắng à? Dạ. Con đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm. Mẹ con mình đi Củ Chi chở một ít cà, cải, trái cây về bán nghe con. Má định bỏ ba cái trầu thối ha? Không hề gì. Mình về có trưa một chút,
bán cho chiều vẫn kịp. Đêm ấy, gà vừa gái hiệp nhất, Đặng đã bắt xong ngựa vào xe. Con ngựa nện chiếc móng sắt lọc cọc trên đường nhựa. Bà cố nhớ từng gương mặt, từng con người là bạn của ông ấy. Khi ông còn sống, họ thường ghé gia đình. Kể thì cũng khá nhiều, nhưng bà nhớ nhất là một ông. Ông ấy người Bắc, nói tiếng ét ét. Những người bạn thường gọi là Bắc Két. Ông Bắc Két vào Nam khá lâu, ngay đầu trước năm 1945, rồi tham gia bộ đội chiến đấu tại Sài Gòn. Có lúc ông qua ngành công an xung phong, và cũng nghe đâu ông ta đã bắn chết mấy tên lính kính, bọn phòng nhị khét tiếng gian ác, ngay trước cửa thành gia đình. Còn ông Ba Dung mà thằng Đúng bảo lên gặp thì bà chưa nghe bao giờ. Chiếc xe đang đi êm êm trên đường nhựa, khi ngoặt vào một con lỗ tẻ, nó chao lắc làm cho bà bừng tỉnh. Trước mặt là rừng cao su trải dài mút mắt, những mảng mây trắng khổng lồ trải trên tấm thảm xanh. Con ngựa vẫn đều đều nện móng sắt của nó trên mặt đường. Xe dừng lại cạnh khu đất rẫy. Bà xuống xe, đi thẳng đến chỗ người đàn ông đang tưới rẫy. Bà hỏi đường vào làng. Người đàn ông đưa tay chỉ con đường xuyên qua đám rẫy. Theo con đường đó, bà vào làng. Những ngôi nhà tranh xinh xắn nép mình bên cây măng cụt triệu quả. Những chùm măng cụt màu xanh nhợt, màu vàng nhạt và màu tím thẫm. Bà hỏi người chủ nhà. Thưa bà có biết nhà ông Ba Dung ở đâu không? Người chủ nhà chưa kịp trả lời, thì từ nhà bên cạnh, một người đàn ông tuổi độ tứ tuần bước qua và hỏi. Bà ở đâu đến mà hỏi Ba Dung? Tôi ở Sài Gòn. Bà ở Sài Gòn? Mà chú là... Tôi đây, chính tôi là Ba Dung, cũng là Bắc Két đây. Chú Bắc Két, chú có mạnh không? Thằng Đúng nó bảo tôi lên đây gặp chú Ba Dung. Mà tôi có quen có biết ai tên là Ba Dung đâu. Ừ, mà chú Ba, thằng Đúng con tôi. Thằng Đúng của bà sao? Không có sao hết. Chú Ba, tôi muốn hỏi chú, vì sao thằng Đúng lại trở về thành? Trịnh Văn Đúng. Đúng nào? Đúng bà Quẹo. Đúng bà Quẹo kìa, đồng chí tổ chức gọi mày. Dạ. Một thanh niên cao to, mũi dọc dừa, mắt sáng, lách người khỏi chỗ đám đông, đến chỗ một người trung niên, tay cầm một cây bút bi và quyển sổ. Dạ, chú gọi cháu. Phải, nhưng chúng ta hãy xưng hô với nhau, gọi nhau bằng đồng chí cho thân mật, nghe. Dạ dạ, em... Đồng chí Đúng này, đồng chí có thích trở về thành hay không? Ôi, sao lại về thành? Thưa ông. Ủa, thưa anh. Không, thưa đồng chí. Ấy ấy, ở đây là trong vùng giải phóng, đồng chí là bộ đội cách mạng, mà trở về thành phố thì đồng chí cũng là bộ đội cách mạng. Về thành phố, em cũng vẫn là bộ đội cách mạng ư? Đúng như vậy đó. Nhưng có điều, kiểu cách, phương pháp đánh giặc, mỗi chiến sĩ có một cách đánh riêng. Đắng đánh xe về. Trên xe rau cải và hai cần xé cà đầy ắp. Tôi bê rau cải chất lên xe, thấy bình thường,
chỉ có hai cái cần xé cà là rất nặng. Mãi tận trưa, chuyến hàng rau cải ở Củ Chi mới về đến nhà. Theo lẽ, hàng phải đưa thẳng đến chợ, nhưng má bắt đắng đưa ngay về nhà. Bà bảo phải đưa về nhà để chọn hàng. Đắng cho xe đi thẳng vào sau nhà. Bà chất rau cải xuống và đưa thẳng hai cần xé cà vào buồng. Bà không quên khóa trái cửa lại. Đắng tháo ngựa cho uống nước và cho ăn lúa. Một lúc sau, má gọi Đắng đưa hàng lên và đánh xe ra chợ. Đắng khiêng hai cần xé cà vừa chọn xong, không còn nặng như trước. Nằm trong mui xe trốn nắng, Đắng thắc mắc. Thứ gì trong hai cần xé cà vậy ta? Nhưng lúc ở nhà một mình, Đắng quyết định khám phá cho ra điều bí mật ấy. Đắng vào buồng, khóa trái cửa lại. Đắng moi hết khạp gạo, đến lu vú chuối, rồi bồ đựng lúa. Khi bùi đến chỗ ổ gà đang ấp, thì một trái mìn. Đắng suýt té ngửa, và ngay liền sau đó, Đắng lắp lúa lại, xóa dấu, đẩy cửa bước ra ngoài. Vậy là chuyến đi Củ Chi hôm ấy, má đã nhận được lãnh trách nhiệm là chuyển vũ khí về thành phố. Từ đó, mỗi lần má gọi đánh xe lên Củ Chi để mà chở rau quả về bán, Đắng liều ý nhì hỏi lại. Chở rau quả, có chở cà không vậy má? Hình như má cũng đã hiểu. Hôm trước có phải... Má định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Đắng thì lờ đi, như không hay biết chuyện gì. Cứ thế, ngày hai chuyến, sáng sớm đánh xe đưa má ra chợ, chiều tối thì mang xe chở má về. Má cứ nghĩ thằng Đắng không hề hay biết việc làm của má, và bà giấu luôn cả cái tin anh Đúng đã về thành phố hoạt động. Đắng thấy nhớ anh Đúng. Giờ này không biết anh đang ở đâu. Trong đơn vị, có cực như Đắng đang ở nhà đánh xe ngựa hay không? Chắc là cực, và còn phải chịu đường tên mũi đạn, chết chóc từng phút, từng giờ. Trước khi anh Đúng ra đi, ảnh còn gọi Đắng ra bờ tre, dặn từng ly từng tí công việc. Em ở nhà, thay anh đánh xe đưa má đi chợ. Phải thường xuyên chăm sóc móng ngựa, đừng để móng ngựa bị hư. Má sẽ không còn có phương tiện để mà đi chợ. Nhà mình chỉ có con ngựa làm phương tiện để nuôi sống cả gia đình. Hồi nãy anh coi kỹ rồi, móng ngựa vẫn còn tốt, nhưng em phải thường xuyên. Anh đi, bao giờ anh về? Hết giặc, thành phố hết giặc. Ảnh hẹn như vậy, bao giờ hết giặc. Nhưng sau đêm hôm qua mình thấy ảnh, Đúng đi vào cửa sau, rồi bước vội vào buồng, hai tay sờ tìm một cái gì đó. Có lẽ do đêm tối nên không tìm được, anh đành phải đánh diêm quẹt. Đắng bật dậy và ôm chầm lấy người anh trai cả của gia đình. Đắng đó hả? Em đây, anh Đúng. Phải anh tìm trái mìn má giấu không vậy? Ừ, sao em biết? Em đánh xe ngựa, chở má lên Củ Chi để má chở nó về. Nè, em đừng có nói với ai nghe chưa? Sao mà phải nói cho người ta biết? Ừ, đừng có cho ai biết nghe chưa, kể cả... Má đứng cạnh cửa. Nghe anh em nói chuyện, bà vội chạy vào. Đứa nào đó Đúng? Em con, thằng Đắng. Một hôm, má gọi tôi đến và bảo. Con đánh xe ngựa,
thay anh Bảy đắng của con. Anh Bảy đi làm gì hả má? Anh Bảy con đi tìm việc làm giúp má. Từ hôm đó, tôi thay chỗ anh Bảy, chính thức làm công việc đánh xe đưa má đi chợ và đưa rước khách kiếm tiền. Cũng kể từ ngày ấy, anh Bảy đắng ít khi về nhà, có chăng thì chỉ tạt qua và biến mất. Nghe đâu tìm được chỗ làm mới, anh đắng còn kéo theo cả anh chàng khen, con của người gì. Hai anh đều là thợ hàn, hàn cột điện đường dây Sài Gòn Đa Nhiêm. Có lần, bất ngờ trên đường đi tôi đã gặp hai anh, nhưng hai anh hình như không muốn gặp tôi. Vừa thấy tôi, hai anh quay mặt đi chỗ khác. Tôi dừng xe lại, chạy đến ngỡ là mình gọi hai anh không nghe. Nhưng khi tôi chạy đến thì anh đắng không bằng lòng. Tuy ảnh không nói gì, nhưng qua thái độ tôi biết là anh muốn tôi mau mau đi cho rảnh. Anh em lâu lâu gặp một lần, định nói với nhau việc nhà việc cửa, công việc làm ăn. Nhưng thấy thái độ của anh như vậy, tôi xì một cái rồi bỏ chạy. Anh chạy theo, đưa cho tôi tờ giấy bạc 50 đồng. Nhưng tôi không dừng lại, mà phóng xe lên, quất mạnh con ngựa cho nó phi nước đại. Tôi về kể lại với má, má chỉ an ủi. Thôi, con đừng có buồn, chắc anh con vì mải mê với công việc. Tôi trả lời má. Con có buồn gì đâu. Từ dạo ấy, cũng có đôi lần tôi chạm mặt anh, nhưng tôi cứ lờ đi như không quen biết. Một hôm, xe vừa vô bến, thì một tên bước đến nắm lấy tay tôi. Ê, mày có phải là em của thằng Đúng, thằng Đắng không mày? Dạ, phải. Anh Đúng, anh Đắng của mày bây giờ ở đâu? Tên này hỏi anh Đúng, anh Đắng bằng một cái giọng tò mò làm tôi đâm nghi. Tôi liền nhớ lại những lần anh miễn cưỡng gặp tôi và không cho tôi biết chỗ các anh ở. Tôi hỏi lại hắn. Ông hỏi hai anh tôi có chuyện gì hay không? Không, hỏi để cho biết chỗ, khi nào có rảnh đến thăm vậy mà. Hai anh đi đâu tôi cũng không có biết, cả năm nay rồi. Chắc là đi làm ăn xa. Hắn cắt ngang câu nói của tôi rồi bỏ đi. Tôi về, kể lại cho má nghe, bà lo lắng. Bọn mật vụ nó đang theo anh mày đó, còn có nói gì với nó hay không? Con lớn rồi mà má. Trả lời có vẻ cứng, nhưng trong lòng thì hơi run. Hú vía, nếu anh tôi không giữ kỹ, để tôi biết nơi ăn chốn ở thì... Nhưng qua chuyện ấy, tôi biết rằng hai anh và cả thằng Khen nữa đã tham gia kháng chiến chống Mỹ và đang bị mật vụ truy tìm. Cứ chiều đến, khi đèn đường vừa bật sáng, thì trong ba bơm bu lại diễn ra một cảnh, đó là tên mẹo hốt một cô gái, sờ soạn. Những tên khác thì khui rượu, khui bia, bóc bóc. Tiếng cụng ly, cụng lon cơm cớp. Tiếng cười hô hô, xen lẫn tiếng nhạc cuồng loạn. Nhìn lũ mẻo, rồi nhìn những cô gái. Đúng đau như chính người thân của mình bị nhục mạ. Nhưng anh vẫn cứ phải nhìn để theo dõi. Đó là xem mấy giờ bọn cô dân Mỹ từ các nơi kéo về. Ai là người phục vụ? Họ ở đâu đến? Đến bằng con đường nào? Bao giờ? Bao nhiêu người? Bức tường cao bao nhiêu, con đường vào và thời gian tiếp cận bên trong.
đúng vậy, cứ báo cáo và xin chỉ thị. Nhưng các đồng chí chỉ huy vẫn thận trọng. Hãy rà lại thật kỹ. Đừng để bị sơ suất một chi tiết nhỏ. Đúng lại quay về. Anh rà lại từng chi tiết thật kỹ lưỡng một lần nữa. Canh giờ, đo đạc, quan sát. Đúng trở lại cứ, mang theo một kế hoạch, một phương án thật tỉ mỉ. Lần này, các đồng chí lãnh đạo đã gật. Đúng tiến hành luyện tập nhiều lần theo phương án. Đắng chở một vật nặng tương đương với trái mìn. Khen thì bảo vệ phía sau, đi theo lộ trình đã định. Trường hợp không đụng một trở ngại gì, mất bao nhiêu thời gian. Còn nếu như bất ngờ, địch vô tình khám xét hay ý đồ của trận đánh bị lộ, địch truy tìm, ngăn chặn, thì phải xử lý tình huống ra sao? Khi đắng đưa trái vào đúng vị trí, thì đúng đứng ở vị trí nào để mà quan sát và bảo vệ? Còn khen thì phải đứng ở vị trí nào? Gần một tháng sau, đúng được gọi về cứ. Ông bà Dung ra đón siết chặt tay. Sao rồi? Chắc ăn rồi chứ? Đúng đáp tự tin. Thưa đồng chí, sẵn sàng. Cần gì ở chúng tôi cho một trận đánh? Không, không, thưa đồng chí. Hai người chậm rãi bước trong rừng cao su. Không khí hơi se lạnh. Mùa xuân bắt đầu. Còn vũ khí, đúng 7 giờ, đồng chí đến điểm K để nhận. Hai người lặng lẽ siết chặt tay nhau. Khuya đêm đó, đắng trở lại vị trí chiến đấu của mình. Trận đánh 3 bơm bu ở sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra đúng như kế hoạch đã định. Hơn chục tên của dân Mỹ đã bị hạ sát, mở màn cho chiến dịch tìm Mỹ mà diệt. Tổ của đúng vô cùng phấn khởi, nhưng họ vẫn băn khoăn. Không biết người chuyển vũ khí giúp mình lập công là ai, nam hay nữ, trẻ hay già. Đắng nói nhỏ. Nghe đâu 10 giờ chuyển vũ khí cho tổ mình. Nhưng 10 giờ là ai? Mãi sau này, trong một cuộc hội họp ở cứ, đồng chí Ba Dung mới cho biết 10 giờ chính là mẹ đẻ của đúng và đắng. Đầu tháng 3 năm ấy, đồng chí Ba Dung gọi đúng về cứ. Anh phấn khởi, biết mình sẽ được nhận lãnh một nhiệm vụ gì đây. Vừa gặp đúng ở lô cao su đầu làng, ông cười hỏi. Sao, đồng chí có muốn được thăng cấp tướng hay không? Đúng ngạc nhiên, ông vỗ vai cười. Chơi chút thôi. Thật thì như vậy. Trình báo với chúng ta, tên tướng Mỹ 4 sao sắp qua Sài Gòn. Sở dĩ cho gọi đồng chí là vì tổ đồng chí là tổ canh cửa sân bay. Đồng chí đã có dự định đón hắn chưa? Bất ngờ với cái tin tên tướng Mỹ 4 sao qua Sài Gòn, đúng cảm thấy hổ thẹn vì ở trong Sài Gòn mà không biết tin của Sài Gòn. Hèn chi mấy bữa rày bọn công an cảnh sát lùng sục khám xét giữ quanh sân bay. Đúng cứ ngỡ là sau cái trận ba bơm bu quá đau nên chúng ta tăng cường đề phòng và cảnh giác. Đúng trở về, ngày đêm hôm ấy, anh đã hoàn thành kế hoạch như dự kiến. Anh nhận vũ khí từ tay của bà 10G cùng với đắng và khen, đưa nó vào vị trí. Hồi này, hai bên đường từ sân bay về Sài Gòn hãy còn rất nhiều cỏ rác và bụi rậm.
Anh đặt trái, đưa lõm trái đúng vào tim đường xe chạy. Anh ngồi giờ sửa xe ở một góc đường bên cạnh, mắt luôn dõi theo vị trí của trái đặt. Đặng ép chiếc radio vào tai, theo dõi tình hình, xem có động tĩnh gì là lập tức báo ngay cho đúng. Sắp xếp, bố trí xong, chờ đợi là những phút giây căng thẳng nhất. Thoạt tiên là tiếng rầm rít của máy bay quần đảo, rồi tiếng còi cảnh sát rít lên inh ỏi, tiếng ầm ầm của đoàn mô tô hộ tống. Chiếc xe đi đầu vượt qua, đúng liền kéo dây nụ xòe và nhanh chóng lách sang bên kia đường. Đoàn xe mô tô và ô tô vụt qua. Anh thất vọng nhìn đồng đội, nhìn đoàn xe mất hút. Đúng bực tức bỏ cây căm, ném cây kèm, bứt tóc. Làm như những thứ ấy là thủ phạm, ngăn không cho trái DH10 nổ. Đắng giờ đến chữa xe, khuyên anh một câu. Thôi, thua kèo này, ta bài kèo khác. Nóng quá, đôi khi hỏng việc, đồng chí. Không đợi trời tối hẳn, đèn đường vừa bật sáng, đúng để đến tháo quả DH10 mang đi. Nửa đêm, nhà của bà Trần Thị Hai bị cảnh sát đập cửa. Bà Trần Thị Hai dậy đi, có lệnh khám nhà. Cảnh sát vừa gọi, vừa thổi còi. Bà Hai giật mình choàng dậy. Bà chưa dội mà đi lai thức tất cả các con gái, con trai, con dâu dậy, rồi mới ra mở cửa. Làm gì mà nửa đêm nửa hôm các ông kêu cửa xét nhà? Có gì, bà mở cửa ra rồi sẽ biết. Cánh cửa bật mở, một tên cảnh sát, không đeo súng ngắn. Trịnh Văn Đúng, có phải là con trai của bà? Phải, Trịnh Văn Đúng là con trai của tôi. Nó đang ở nhà, hay để đi đâu? Nó đã đi mất từ lâu rồi. Nó còn ở đây, ngay trong cái thành phố này. Bà có muốn đi nhận con bà gì không? Bà hãy đưa những vũ khí mà bà còn giấu trong nhà, tôi sẽ trao con bà cho bà. Vũ khí nào? Ông nói cái gì tôi chưa có hiểu. Rồi bà sẽ hiểu. Khám nhà. Tên cảnh sát ra lệnh. Tôi cảm thấy hơi run, vì cách đây mấy hôm, má có đưa về nhà một trái mìn và một khẩu côn. Trái mìn anh Đúng mang đi, còn khẩu súng thì vẫn còn giấu trong hầm chứa vũ khí dưới đống cây ở sau nhà. Nhưng má vẫn bình tĩnh đứng giữa nhà, dùng đôi mắt chỉ huy chúng tôi. Bọn cảnh sát lục từng cái lu, khạp gạo, tủ thờ. Nhưng có lẽ do trời tối, chúng vừa lục soát ở sau nhà. Lục soát một lúc lâu, không tìm thấy những gì. Dẫn tên cảnh sát đeo khẩu côn bên hông đến bên má tôi và nói. Chúng tôi chưa thôi lục nhà bà đâu, bà hiểu chưa? Còn bà muốn nhận con bà, ông Trịnh Văn Đúng, thì hãy ra ngã ba Cầu Cống mà tìm xác. Hắn vừa nói vừa bước ra cửa. Tớp cảnh sát khám nhà lần lượt theo ra. Má tôi lặng người, đưa hai bàn tay lên vuốt mặt. Như nhớ ra một điều gì, bà quay lại nhìn tôi. Tôi hiểu ý, khẽ gật. Bà tỏ vẻ yên tâm, đi ra phía cửa. Tôi chạy vào nhà sau, dùng dao đào đất, lấy khẩu súng và hai băng đạn, giấu vào chiếc sọt rác, phủ lên trên. Tôi chất đống củi lại như cũ, rồi bước ra sau phía má đang đứng canh.
nhìn thấy bà đang khóc, tôi chạy đến ôm bà. Má! Tôi cứ ngỡ bà khóc to thêm, nhưng ngược lại, bà nín khóc, an ủi tôi. Có cuộc chiến đấu nào mà không khỏi mất mát hy sinh đâu con. Rồi bà lấy tay lau nước mắt cho tôi. Má lo thằng Đúng anh con hy sinh rồi, thằng Đắng thì ra sao? Sáng ra, dẫn tên cảnh sát mang khẩu cô Minh Hồng và tớp cảnh sát quay trở lại. Lần này, chúng không nói, không hỏi gì má và anh em chúng tôi. Bọn chúng lục hết lưu hũ, bươi hết đống củi này đến đống cây nọ. À, đây rồi. Tên cảnh sát hí hửng, sắn mạnh con dao xuống và nạy mạnh. Đúng á, là đất vừa mới đào, vừa lắp lại. Tên cảnh sát mang khẩu côn bên hông bước dội đến. Nó nhìn rồi quay qua má tôi, đang đứng tựa vào cây cột nhà. Bà thấy gì không? Tên cảnh sát vừa nói, vừa chỉ mới đất vừa đào lên. Bà thấy gì không? Tôi thấy mấy ông đang đào đất nhà tôi. Có lẽ biết mình đuối lý, nó vội quay đi. Tôi ngước nhìn má ngoẻm miệng cười khích lệ. Bọn cảnh sát đi rồi. Bây giờ, má tôi mới lăn ra giường, đau đớn gọi tên con. Đúng ơi! Đắng ơi! Đúng và Đắng đưa trái mìn không nổ về nhà một cơ sở ở Cầu Cống. Đúng đưa trái vào nhà, Đắng thì đứng ở ngoài canh đường. Khi một tiếng nổ ầm phát ra, Đắng biết chắc là anh mình đã hy sinh, liền giọt ra khỏi nhà. Đắng đi hết đường phố này sang đường phố khác. Trời mùa hạ, những mảng mây đen thấp đang trôi qua thành phố. Đây đó có những ánh chớp lóa và đổ mưa. Anh Đúng ơi, sao anh lại dội bỏ em mà đi? Trận đánh rửa thù cho cha và cho anh hai, chúng mình chưa làm trọn vẹn. Má đang chờ đợi chúng mình ở nhà. Đắng lao xe thật nhanh về nhà. Anh phải báo tin cho má hay, để má đề phòng. Một tay anh đưa lên quệt nước mắt, một tay cầm ghi đông, chân đạp mạnh. Chiếc xe rút nhanh lên đường phố. Đường phố giờ khuya càng vắng lặng. Lâu lắm mới có một ngôi nhà thức đang chờ chuẩn bị chợ khuya. Xe anh đi vào con đường đất đỏ. Hai bên đường là những lũy tre. Đang đi, bỗng một bóng đen từ trong bụi tre phóng ra, nắm giữ xe anh lại. Đang trớn xe đi, anh bị ngã xuống đường. Anh chưa kịp nhận ra người giữ xe là ai, chỉ nghe câu nói gấp. Anh Đắng, nhà anh bị cảnh sát bao vây rồi. Rồi bóng đen ấy biến mất. Anh đứng dậy, quay đầu xe, phóng đi. Sau này, anh mới biết là khi gia đình bị cảnh sát bao xét, thì những người dân quanh vùng cử người đón canh ở ngoài đầu đường để phòng người của gia đình về nhà. Đắng chạy thẳng về cứ, báo lại với những đồng chí phụ trách đội. Bà Dùng thay mặt đội bùi ngùi nói: Trịnh Văn Đúng hy sinh, không chỉ gia đình, đội bị động 67, mà lực lượng vũ trang thành phố mất một chiến sĩ kiên cường. Tôi xin thay mặt đội gửi lời chia buồn cùng gia quyến. Đắng và đồng chí phụ trách đội lặng lẽ một lúc lâu. Tiếng gió thổi, rừng cao su rì rào lay động. Tiếng con ve rít lên như tiếng kèn đưa tiễn. Đắng ngước nhìn đồng chí phụ trách.
Bất chợt, anh thấy hai hàng nước mắt của đồng chí ấy lăn dài xuống má. Thưa đồng chí, đồng chí có thể cho tôi thay thế vào chỗ của anh tôi không? Đắng ngập ngừng nói. Ông bà Dung đưa một tay lau dội hai hàng nước mắt, rồi quay lại. Đồng chí định thay cương vị của đồng chí đúng? Dạ, tôi muốn làm nhiệm vụ. Rất tốt. Nhưng vấn đề giao nhiệm vụ cho một đồng chí, cá nhân tôi không quyết định được. Đồng chí hãy đợi cho tôi hội ý với ban chỉ huy. Thưa dân. Nhưng để chờ đợi quyết định chính thức, đồng chí về tiến hành công việc mà đồng chí đúng đã bỏ dở. Đắng trở về thành phố. Trưa hôm ấy, anh gặp Khen. Khen vẫn chưa hết buồn. Khen xúc động, chạy tới ôm chầm lấy Đắng, òa khóc. Đắng cố nén xúc động. Hồi lâu, anh trở lại với công việc. Nè, chúng mình bắt tay vào công việc của anh đúng để lại. Đội đã ra lệnh. Ba bơm bu. Phải, ba bơm bu. Anh đúng đã đánh rồi kia mà. Đánh rồi, nhưng bọn địch cứ ngỡ là Việt Cộng không tái đánh mục tiêu đã đánh. Tháng 9, Đắng được gọi về cứ. Đồng chí Ba Dung thay mặt đội trao quyết định. Đắng thay cương vị của anh đúng, tiến hành hoạt động trên địa bàn quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Cũng trong chuyến về cứ ấy, Đắng báo cáo thêm về mục tiêu của ba bơm bu. Đó là việc tuần tra canh gác, bố phòng của địch sau khi bị đánh. Chúng có lơ là so với trước. Chắc chúng ngỡ ba bơm bu đã bị đánh rồi, sẽ không có tái đánh. Những nhận xét đánh giá của Đắng được đồng chí Ba Dung nhất trí và duyệt phương án. Trước khi ra về, đồng chí Ba Dung thông báo. Đội sẽ cấp cho một trái mìn 15kg thuốc nổ. Trái sẽ được giao tại một quán cà phê gần chợ Hóc Môn. Từ đó, Đắng tự tổ chức mang về bằng con đường riêng của mình. Theo hợp đồng, Đắng và Khen đến trước giờ người chuyển trái. Hai người vào quán cà phê, gọi hai ly. Đắng vừa bưng ly cà phê lên miệng, thì một người phụ nữ đi chiếc xe đạp. Phía sau hai cái sọt chất đầy rau quả. Chị dựng xe cạnh chiếc xe của Đắng, rồi lấy chùm trái cây đi thẳng vào hẻm. Đắng nhìn theo và nhận ra ám hiệu. Anh liếc mắt qua Khen. Khen nhái lại. Hai người uống nốt chỗ cà phê, trả tiền. Dở như mình nhầm, nhảy lên chiếc xe của chị phụ nữ rồi phóng đi. Đắng đi trước quan sát, bảo vệ. Khen bám theo. Hai người đưa trái về nhà của Khen. Khen ở với mẹ. Mẹ Khen là người dì ruột của Đắng. Chồng bà là chiến sĩ của đội quyết tử 950 đặc khu Sài Gòn, hy sinh ở Hồng Ngự, Đồng Tháp 10. Khen là đứa con duy nhất. Đắng đưa trái giấu vào nhà. Mỗi khi hai đứa vào nhà trong, là bà lại ra cửa trước để mà trông chừng. Hai người tiến hành điều nghiên thêm, cố gắng phát hiện thêm xem có những gì cần phải thay đổi phương án. Họ thay phiên nhau, ghi chép từng giờ, từng tên công an, cảnh sát canh gác, đổi trực. Đã thành lệ, từ 6 giờ đến 6 giờ rưỡi chiều, bọn cố vấn Mỹ đến ba bơm bu để mà ăn nhậu và nhảy đầm. Cùng lúc ấy, một tên cảnh sát đi lại lại canh phòng vòng ngoài. Tên cảnh sát là một trở ngại cho việc tiếp cận. Như vậy, phương án bỏ quên rất khó thực hiện.
chỉ có một phương án duy nhất, cường tập. Mà thực hiện phương án cường tập thì phải một người bắn tên cảnh sát, còn một người thì đặt trái, giật đũa xòe rồi cùng rút lui. Phương án được trên duyệt, Đắng phụ trách tên cảnh sát, Khen thì đưa trái áp mục tiêu, giật đũa xòe. Đắng bảo vệ Khen. Hai người tiến hành luyện tập theo phương án, nhưng một điều bất ngờ xảy ra. 6 giờ, bọn cô dân Mỹ kéo đến, cũng là lúc tên cảnh sát xuất hiện. Hắn đi đi lại lại quanh ba, đến 7 giờ là biến. Đắng tiếp tục theo dõi mấy hôm liền, và đã trở thành quy luật. Thế là hai người hội ý, xin chỉ thị của cấp trên. Vậy là phương án đánh cường tập chuyển sang phương án đánh bỏ quên. Đúng 6 giờ, hai người đưa trái ra đường. Đắng dặn đồng hồ hẹn nổ, 7 giờ 10 phút. Đường đến mục tiêu phải mất 30 phút. Số phút còn lại là đề phòng có sự bất trắc. Đắng cho xe đi trước, Khen chờ trái theo sau. Đi được một đoạn đường, chiếc mobilet của Khen dở chứng, không chạy được nữa. Thế là anh phải dừng xe để mà sửa chữa. Chạy, rồi lại bị trục trặc. Lần này thì không còn chữa được. Đắng nóng ruột, quay xe trở lại tìm. Anh đã gặp Khen, anh xem đồng hồ, đã 7 giờ rồi, không còn kịp nữa. Thời gian còn rất ngắn, khoảng đường tới mục tiêu lại khá xa. Đắng quyết định hoãn trận đánh, đưa trái trở về nhà để giữa xe và câu trái lại. Khen dựng xe ngoài cửa, Đắng tháo dây ràng trái và đưa trái vào buồng. Khen đang lầy hoay với chiếc xe hỏng của mình ở ngoài cửa thì một tiếng nổ tống anh vào góc tường. Anh Đắng hy sinh. Thì 5 ngày sau, má tôi nhận được tin anh nằm của tôi ở đơn vị chủ lực miền bị thương nặng, phải chuyển đi chữa chạy ở miền Bắc, không rõ chết sống ra sao. Tôi lo cho sức khỏe của má, sợ cơn bệnh cũ của bà tái phát. Và đúng như vậy, khi được tin anh Đắng hy sinh, bà ngất đi và thổ huyết. Tôi cấp tốc đánh xe đưa bà đi bệnh viện. Anh em tôi dự đoán bà khó qua nổi cơn sốc này. Nhưng thật là một điều kỳ diệu. Chỉ 2 ngày sau khi vào viện, tôi đến thăm, bà đã hồi tỉnh và nói chuyện. Bà hỏi thăm anh em, đồng đội của bà và của các con bà. Đứa hỏi đầu tiên là Khen. Trái nổ, anh Đắng còn hy sinh, còn thằng Khen thì như thế nào? Khen không phải là con ruột của má tôi, nhưng má tôi thương Khen như thương anh Đúng, anh Đắng vậy. Không có món quà nào mà ba dành cho các con mà bà không nghĩ đến Khen. Tội nghiệp, mồ côi cha, anh em không có ai, chỉ mỗi một mình. Nghe Khen gia nhập đội biệt động cùng với anh Đúng, anh Đắng, bà rất mừng. Bà khen nó biết chọn và đi theo con đường của cha. Nghe Khen bị bắt, má tôi lại uất lên, máu từ trong họng trong mũi trào ra. Tôi hoảng quá la lớn, bác sĩ, bác sĩ. Khi cơn bệnh của bà thuyên giảm, bà nắm chặt tay tôi. Má không cho con đi đâu hết, má chỉ còn mỗi của mình con hãy thông cảm cho má, bà nói và bật khóc. Má tôi lo lắng cho tôi là điều đương nhiên. Là một người mẹ, 3 người con trai, nếu kể thêm một đứa cháu nữa là 4, đã hy sinh và mất tích. Tôi là đứa con út còn lại trong gia đình, cũng vừa đến tuổi quân dịch. Bọn chính quyền Ngụy liên tục đến dòm ngó.
Cậu con trai này mà 15 tuổi à? Khẩu đại bác 105 ly, nó giác nổi nữa là. Mà lính Cộng hòa bây giờ đâu có cần tuổi. Và bọn chúng không cần tuổi thật. Chỉ ít hôm sau, chính quyền địa phương đưa giấy gọi tôi đi khám tuyển quân dịch. Má biết ngay. Nó gạt tôi lên tập trung để chúng dễ hốt trọn. Con không đi đâu hết. Má sẽ đào một cái hầm bí mật giấu con ngay trong lòng đất của nhà mình. Tôi và má tôi đang hì hục đào thì bọn cảnh sát ập đến. Chúng dí súng vào ngực của má tôi và lôi tôi vào quân trường. Chưa đầy tuần, bọn chúng đã đẩy tôi ra chiến trường Quảng Trị. Má tôi cầm cố, bán hết số đất mà cha tôi để lại cho bà. Bà ra Quảng Trị lôi tôi về. Má không cho con đi. Không một thế lực nào lôi con đi được. Con mãi mãi là của má, và mãi mãi bên má.